Chào cả nhà nha. Hôm nay mình với Phương với thầy Sửa sẽ đi câu cá nha cả nhà. Nhớ dặn ta. Cùng đi. Chào cả nhà nha, chào cô chú anh chị các bạn nha. Nay ba cái cháu mình đi câu nha cả nhà ơi. Chị em Sửa, chào cả nhà nè. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ cần xuống mình câu nha cô chú anh chị. Đây là mình câu cá đây nha. Ao cá thiên nhiên nè cô chú anh chị ơi. Bà Kinh. Đây bà Kinh ngoài đường. Sửa thì ăn bánh mì. Số quá, số anh. Bây giờ mình sẽ câu nha cô chú chị. Ủa, ngập không nổi. Lên men ngập. Ăn lẹ đi không? Cận câu. Anh này là anh báo báo nha cả nhà. Báo quá báo rồi. Đây mà câu của mình nay là màu dế với màu trùng nha cả nhà. Chỉ có hai mồi là chưa hai món rồi. Bữa nào đi câu mè Vinh đi rồi mới được số món lựa chọn. Trong khi 3 tháng chờ đợi giờ mới được về câu cá. Đi tu luyện 3 tháng ha. Rồi, kéo xuống mất mồi. Mất con gì? Mất con trùng hả? Tao báo. Anh bà báo quá báo. Nói vậy. Kéo phào xuống chị xì sâu vậy. Đó kéo rồi. Hỏi Phương à, nãy Phương kéo sao? Đi sâu quá. Kéo lên rồi, kéo phào lên nữa. Miếng nữa đi. Rồi. Ngoài hay trong? Trong ta, dưới. Thấy à? Rồi. Đây, cá đang kéo kìa nè. Bỏ, hết màu cũng đi bỏ. Rồi. Chạy nãy giật luôn rồi. Nãy giật luôn đi. Bỏ rồi. Con đầu tiên. Ui, bá. Rồi anh em có rô đồng cả nhà ơi. Ủa cũng ngu à. Trời ơi. Rồi, đã quá đã luôn. Ú à, thiệt chứ. Dứt, dứt chưa. Dứt. Đây con cá rô đồng đầu tiên cô chú anh chị. Cái này cũng khó nước tới rồi. Nhắc hoài kìa. Cái gì qua em coi coi. Hoài kìa. Chị nào cứ giật rồi giật đi. Giật rồi giật nha. Giật chưa. Giật chưa. Anh ba, anh ba. Đó, lên. Hoài. Đây, vô đồng thứ hai cả nhà ơi. Ủa
được không? Được số để đây, để trên tôi. Sao bắt mồi xuống đi anh ba, anh ba giật cá thôi chứ không cần biết gì hết. Cá đang ăn đây nè. Nhỏ kéo nữa. Xuống cờ anh ba ơi. Ba báo nha cả nhà. Hết cờ nông dân bốn mùa rồi. Giờ anh ba báo rồi. Báo quá báo rồi cả nhà ơi. Rồi, để xuống. Ừ, ghét đến cây đó đó. Lên con nữa cả nhà ơi. Ôi, cỡ một. Ê. Ừ, đồng đen thui luôn. Thấy chưa? Đó, lâu ở đây cũng làm cái một đã. Con thứ ba cả nhà ơi. Nhiệt nhanh quá, bấm máy không kịp luôn. Nó ăn nhanh rồi, chịu. Đen đi. Rồi dính cho chơi một tí hả? Xuống bắt luôn. Hốt luôn. Về nướng luôn. Về cho nướng cho mẹ ăn chịu không? Chịu. Cây phát hiện, đi câu phát hiện cây seri nè cả nhà ơi. Đây sữa, trái bự nè sữa. Đây trái bự cả nhà. Đây cả nhà. Trái đỏ luôn nè. Cái trên có trái này cơ. Đây hái được mấy trái cả nhà. Đây mình giờ vô xích cho mình câu nha chú anh chị. Đây có cái chân này. Quá thì trái. Mình với Phương xuống giăng lưới luôn rồi cả nhà. Có đem theo cái lưới. À, giờ mình câu không dính thì mình lưới. Giờ kiếm được canh chua chứ kiểu này là... lâu quá rồi ba con nó im luôn một mặt. Rồi xuống dưới giăng lưới rồi nha cả nhà. Sao không tới ngực quá à. Tới ngực quá à. Không, nó trong sâu, để nó bắt lên. Ừ. Nó phải hơi kẹt chút, mình ăn được.
thì mình đổi chiến thuật cả nhà. Về câu cá nãy giờ, giờ được 3 cá rô quá, im quá, giờ thả lưới luôn cả nhà. Ngắn quá. Ngắn à? Tới nó khúc à. Dính không? Cá dính hả? Giật bực bực luôn hả? Để chút đi, chút gỡ. Ốc đắng à? Ừ. 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 Canh canh đó hả? Ừ, và mình làm chả. Giờ đi săn. Có gì lụm cầm sữa. Vỏ cá đâu? Vỏ cá để đằng kia. Để đây mà. Không, để đằng kia rồi. Bỏ lên đời đi, lấy sữa đem ra. Cái bọc lưới nãy đâu? Bọc lưới nãy. Bọc lưới nãy nhét cho nó. Sữa. Ở ngay cây chiếc cá, trên cây chiếc cá có bọc màu vàng vàng không? Đây ốc bu vàng bự bự không cả nhà ơi. Ồ, ốc. Gì? Thịt này. Ừ. Bỏ con này đi. Bỏ con nhỏ đi. Vui rồi đó. Bỏ vô đi sữa. Bỏ cho Phương à. Phương này nè. Này thực phẩm nhiều quá. Tức quá. Nó đập dập đây mà vậy em không có ốc. Rời 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 không à. Thì rời. Đây không có gì cho đậu lại. Nào. Đây để trứng. Có gì lắm đó. Cô đắng nè, cô chú anh chị ăn bổ dưỡng. Ê sữa gì vậy?
Ở trên đầu tao sạch sữa. Hết rồi. Nghe lùa thực tự hỏi vô. Ừ. Ừ. Được con cá rô phi cả nhà ơi. Cũng được. Nãy xem cái vịt mà. Gì vậy chưa? Ghê, làm gì? Múa gì? Múa cá không? Múa lửa với anh này à. Lưới mọc quá. Con còn màu. Nó được con. Cái gì vậy hả? Cái đu phi. Đu phi à? Đu phi. Nè, cầm đi. Đu phi. Không bự bự vậy hả chưa? Hết chưa? Ừ. Làm gì vậy? Ừ. Hả? Làm gì vậy? Bây giờ mình chuyển chỗ nha cả nhà. Tới đây mình câu ngay bờ kinh nha cả nhà. Câu đây mát hay sợ? Sướng à? Sướng có cầu nữa. Có thể vậy. Đây là giấy tờ Úc đây. Đây này. Tao sợ có một ha. Chăm. Đứng rớt ha. Rô. Rô. Lên con rô đồng đó cả nhà ơi. Rô đồng xây mini. Nhỏ mà tròn. Nó mập. Ông ai cái cậu đi. Rồi để đi. Nó mới ăn đó mà mình giật lên rồi. Đó. Đây, xe mini mà nó chọn xe. Đó, quá im cả nhà ơi. Chọn xe. Cơ hội ăn rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Sao nó hồi phao luôn ghê vậy? Lên cá cả nhà ơi. Phi tiếp. Cơ hội nó ăn rồi cả nhà. Rồi 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 qua rồi qua. Báo qua. Báo qua. Báo qua cả nhà ơi. Đem cái vỏ qua ngay chỗ sữa luôn kìa. Đó cái cây máng luôn đó. Bà báo tới rồi cả nhà ơi. Hiểu đó. Đó ngay cây bên đây nè. Ừ, chỗ đó không được. Kéo cây vô coi. Rồi xong luôn. Giật đại mày ơi. Quăng vô. Vậy? Khó quăng quá, nó quăng dính cây rồi. Dính cây luôn hả? Giật đại là con quăng rồi mà. Ăn nữa kìa. Mời coi. Ăn nữa kìa Phương. Dạ. Đó, lên nữa kìa dài. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Rồi, vô ổ rồi. Phi vô vô không á dài. Trúng ổ rồi. Tên bà báo xuống nè, bà báo xuống. Tên bà báo xuống cái nhà. Bà báo xuống hỗ trợ rồi. Rồi, để đi báo. Báo 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 à. Báo báo báo. Phao ngắn lắm hả gì vậy? Cao. Đánh vào đây nước đang xuống cả. Ừ, có bự. Ơi, có bự cả nhà ơi. Bự, bự.
không cần luôn. Ôi, vô phi bự cả nhà. Ôi, trời ơi. Ôi, ghê, ghê. Trời ơi, nhà ơi. Trời ơi, bàn tay không hết. Bàn chân không hết luôn chứ bàn tay gì. Quá bự. Dạ, hát công vô trời. Trời ơi, ôm lên. Đây chưa. Đây cái nhà. Quá đẹp luôn. Cá nhìn đẹp ghê không? Ăn cá đực nè. Dạ. Bánh, bánh vỏ không à? Bánh vỏ sữa. Sữa bánh vỏ cho anh hai phơi sữa. Ờ, chui vô chỗ không luôn rồi, ác thiệt chứ. Đúng rồi, ba báo, báo đời. Ôi, bự lắm. Ôi. Rồi, phim con nữa cả nhà ơi. Nè, gỡ đi, cu, lấy cần mày lên. Thôi, cho mày lấy hên á. Lấy hên đó. Sao rồi, sao gỡ hoài không được hả? Anh có báo? Mày đấm cái đầu nó cứng luôn. Ừ ơi. Ta câu bật 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 bỏ vô. Rồi bỏ vỏ đi. Bỏ vỏ lên báo rồi, lên báo. Chết, chết. Lẹ lên báo. Chết, chết. Lẹ lên đang giật cần của anh rồi, anh báo rồi. Đâu? Bỏ vô lẹ đi mà quá. Anh báo ơi, lẹ anh báo, cần quá anh báo ơi. Báo chậm quá à đó. Dạ. Sợ không té hả? Dạ, dạ, dạ. Ô! Vô đồng đấy nha. Được rồi đó ba. Dở lên ba, ba báo rồi. Ồ, nhỏ xíu vậy. Trời ơi, đổ cái rô đồng thì chạy là vui. Đúng không? Rô đồng. Từng kia nó nhả hả? Nhấp nó nhả, nhấp nó nhả rồi. Đó. Nữa đó, nữa đó. Nhấp nó nhả, nhấp nó nhả. Trùng tuôn rồi. Trùng với tuôn rồi. Mất rồi dế. Con bự cái nhà ơi. Anh ba lập công. Tới anh ba lập công rồi. Bà báo lập công rồi cái nhà ơi. Rồi đó kìa, ngồi dễ quay. Báo quá báo rồi. Anh báo ơi, nay anh báo lập công rồi. Rồi nắm vô, sát vô. Ừ. Đó, chỉnh, chỉnh cục mồi nó lại hả ha. Mình chỉ cần chỉnh cục mồi nữa thôi. Rồi bỏ vô. Chừng lộn cổ với nhau giờ. Hay quá anh ba ơi. Nó chồng luôn. Trời ơi nhím nó mất rồi. Dưới nào? Được 1 con hả? Được 1 con. Là cái lưới đó được 2 con hả? Ừ, cái lưới được 2 con. Cầm sữa anh vỡ cá không? Ờ, 12 giờ, đúng 12 giờ luôn không? Ừ? Đúng 12 giờ luôn. Vậy sao bắt tới? Giờ hơi trưa rồi nha cả nhà ơi. Mấy chú cháu, cô cháu mình đi thu cần về nha cả nhà ơi. Về rồi kiểm soát đồ. Bà báo thu lẹ lên bà báo. Bà báo đang tiếc giật không được. Ghê chưa nè. Phá phá phá. Không. Rồi về thôi cả nhà ơi. Đã không lên đây luôn hả? Lên đây ngon. Có mà mưa trời đâu luôn. Ừ. Làm sao đi ha.
không? Ừ. Nhớ được chưa? Nhớ rồi. Chị bò luôn. Đợi không? Có nó không vậy? Ê, nguyên đàn bò luôn đấy hả? Ngồi xích vô cô ủng hộ mới được. Con bò kia chà bá lửa luôn nè. Ba chó. Dạ kia còn cái không nữa. Cái áo. Cái ốc này sữa. Được. Dạ. Ê. Được như đây cá rồi nha. Dạ. Bến. Ốc sữa còn bến. Cái này không, khổ ốc. Ừ. Ôi. Ôi. Vợ con khỏe rồi ha. Cười cho bá luôn đây. Một con, hai con, ba con. Đây, bao áo này. Bốn con. Năm. Sáu. Bảy. Tám cá phi. Con cá phi, năm con cá rô đồng. Năm cá rô đồng. Rô cỡ này không hoài cũng được. Chồn quay đúng không? Lúc này ngâm đi, chiều chiều anh bắt thêm mới nữa rồi. Luộc lên ngồi chấm nước mắm. Ăn nha nha. Video mình xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà yêu thích video của mình xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Phương chào nè. Tạm biệt cả nhà.